em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì, tại vì cũng mồm miệng dữ lắm. Nhưng đến lúc đi chơi á thì rất là hiền, rất là dễ thương, kiểu không có vồ vập gì hết á. Đi với em cũng coi như giữ khoảng cách cho em rất là tốt, không có kiểu mà bóc hốt gì hết. Dạ. Rồi em mới hỏi là tay em đâu rồi, cổ đưa tay ra. Rồi em mới cầm tay cổ đặt lên eo của em. Cổ mới kêu là ủa vậy là quen rồi đó hả? Dễ thương vậy đó. Lãng mạn rồi nó tối chẳng hạn như karaoke mà chỉ có hai đứa thôi. Có làm gì không? Trước á khi thuê phòng thì em thuê phòng đôi, hai giường để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà say rồi, hai cái giường nó ghép lại một cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Tên là Nguyễn Nhật Minh, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế chạy xe hơi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phan Thảo, hiện tại đang là sale ở bên ngành làm đẹp. Dạ. Hàng gì đẹp quá. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Cũng là một dịp tình cờ, là quê của cô này thì đang tổ chức đám cưới. Em cũng về đó với lại mẹ của em, tại vì mẹ của em á là bạn của cậu em. Dạ. Thì vô tình về thì hai vợ chồng gặp nhau với đó. Lúc em gặp anh này á, em không để ý gì luôn á. Chỉ có ấn tượng là mỗi lần mà em đi đâu cái em quay lại là thấy anh đứng kế bên em. Ủa sao vậy em? Tại vì em thấy cổ xinh, dễ thương. Nếu mà em bị cuốn hút. Em lộ luôn từ lúc đầu luôn. Có như gặp cái là em giống như em bị choáng liền đúng không? Dạ, em cảm thấy thích. Trong khi vợ thì không có cái... Không để ý gì. Tại vì đám cưới dưới quê á, là hầu như mọi thứ đều là tự tổ chức, tự nấu ăn, rồi tự trang trí. Cứ em thổi bóng bóng cái là quay qua thấy ổng đứng thổi bóng với em. Xong cái thổi bóng xong cái em ra em quét sân, cái thấy ổng cầm cái chỗ cái sân với em. Nói chung là đi theo tò đó. Đó. Đến ngày hôm sau á là đám cưới xong hết rồi thì anh xin số điện thoại. Lúc đó thì em cũng là ở trên này, chỉ về quê chơi thôi. Bao lâu thì tụi em chính thức yêu nhau? Khoảng chừng vài ngày sau á thì em nhận được tin nhắn của anh này. Anh rủ em đi, anh sẽ dẫn em đi ở Sài Gòn những nơi mà anh biết, rồi anh dẫn em đi tham quan. Có lời ông bướm liền gì? Dạ đúng rồi. Em có nhận cái tình cảm đó không? Lúc đó thì em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì, tại vì cũng mồm miệng dữ lắm. Nhưng đến lúc đi chơi á thì rất là hiền, rất là dễ thương, kiểu không có vồ vập gì hết á. Đi với em cũng coi như giữ khoảng cách cho em rất là tốt. Không có kiểu mà bóc hốt gì hết. Dạ. Tầm khoảng 3 tháng hay 4 tháng gì đó thì em mới chủ động ngỏ lời làm quen cổ bằng là em gửi một cái bài hát. Thì cổ nghe cả ngày luôn. Sau đó đến cuối ngày thì em mới hẹn cổ đi chơi. Rồi em mới hỏi là tay em đâu rồi, cổ đưa tay ra. Rồi em mới cầm tay cổ đặt lên eo của em. Cổ mới kêu là ủa vậy là quen rồi đó hả? Dễ thương vậy đó. Dễ thương quá. Còn trước đó là coi như trong 4 tháng trời quen với nhau là tay chưa có nắm. Dạ, giữ khoảng cách. Không hung, không nắm tay, không gì hết. Dạ, dạ. Đúng rồi. Đa phần là quận 7 mà chỗ đó rất là tối. Nhưng được các bạn này không bao giờ mà kiểu mà dê hay là có bất cứ hành động nào với em hết đó. Nhưng mà sau cái 4 tháng đó, sau cái đêm mà nắm tay vô eo đó thì bạn có tiến triển vồ vập là bốc hốt giống như không còn giữ gìn đâu? Cũng không bốc hốt luôn chị. Bao lâu thì tụi em mới cưới? 8 năm. Mà 8 năm vẫn giữ khoảng cách luôn? Không, dạ không, cái đó là không có rồi. Không rồi, bây giờ bao lâu thì các em mới gần coi như là gần gũi với nhau mà thân mật nhau luôn? Đốt cháy khoảng cách. Từ lúc mà cô ấy ôm eo của em rồi á, là xác nhận là người yêu rồi đó, coi thì có những cử chỉ thân mật hơn. Cô cũng hay rủ em đi đến những chỗ mà nó lãng mạn, phải không? Lãng mạn rồi nó tối chẳng hạn như karaoke mà chỉ có hai đứa thôi. Có làm gì không? Dạ không. Lần đầu tiên các bạn là khi nào? Ấy ấy. Là ở đâu? Ấy ấy đó. Gần gần nhau vậy rồi đến một lúc thì em mới ngỏ lời rủ cổ đi Vũng Tàu chơi. Sau bao lâu yêu nhau? Dạ khoảng 7-8 tháng gì đó. Thì trước ngày hôm đó thì em mới qua chở cổ đi ăn uống. Rồi mới nói là thôi em có muốn đi đâu chơi không? Đưa em đi Vũng Tàu, em có đồng ý hay không? Thì vợ em từ chối đủ điều hết, không muốn đi. Đến khi đến về nhà đó, rồi em mới nhận được tin nhắn của cổ là ngày mai qua chở em đi làm. Khi buổi sáng đến nơi, gặp vợ em nguyên cái ba lô luôn. Vậy đó hả? Dạ, là có nghĩa là lúc đó mới là xác nhận là đi Vũng Tàu hả? Dạ. Em hỏi đi đâu thì anh bà vợ em mới kêu là đi chơi. Vũng Tàu ở vui không? Buổi tối á, thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hồn đó. Dạ. Đúng không? Đúng. Để người ta kể tiếp đi, cứ nhảy vô hoài để người ta kể. Cuối cùng người ta phải từ từ. Lúc trước á, khi thuê phòng thì em thuê phòng đôi, hai giường để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà say rồi, hai cái giường nó ghép lại một cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Chuyện gì đến? Em muốn hỏi gì nữa không? Thì em muốn hỏi cái vụ sâu xa nữa. Chính thức là mất đời con gái vô tay của anh này rồi. Sợ không? Thật ra thì em cũng không sợ đâu.
Cái chuyện đó thì thật ra là cũng quan trọng. Nhưng mà nếu mà bạn này không tốt á thì em cũng không ngại. Rồi, vui rồi ha. Chưa, từ từ tới. Sao bạn có cảm thấy trách nhiệm không? Tại vì biết sao chị hỏi không? Tại vì hai bạn này sau đó là tới 8 năm sau mới lấy nhau. Thành ra mà. Tại vì ban đầu em đã xác định cô ấy là người yêu của em. Mà khi mà bước tiến một bước nữa thì em sẽ xác định cô ấy là sẽ là vợ của em. Đúng rồi. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng kháng khích với nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Vậy thì anh muốn hỏi là tại sao yêu mà yêu lâu như vậy, yêu tới 8 năm rồi mới cưới? Vì một phần là biến cố của gia đình. Từ biến cố bên gia đình cả hai. Cả hai gia đình đều có biến cố. Nói chung lúc đó bạn này là sinh viên. Hai đứa không thể là tiến tới hôn nhân được. Vẫn kéo dài mối tình đó, quen nhau được bao năm thì ba em mất. Xong là em phải về quê với mẹ luôn. Tại vì lúc đó mẹ đang bệnh. Em ở một năm dưới đó. Lúc mà ba em mất là hàng giống như là em là bị stress á. Em trở thành một con người khác luôn. Ảnh thì lúc đó ảnh đi làm ở trên này rồi. Em đòi chia tay suốt. Cứ một ngày là em phải nhắn tin chia tay 2-3 lần. Được cái ảnh rất là kiên trì luôn. Mỗi lần em đòi chia tay cái là ảnh về. Anh chạy xe máy từ trên Sài Gòn về. Nhà em thì ở Long Thành. Anh về đến mức độ mà bà ngoại với mấy dì của em dưới nói là sao tự nhiên quay qua quay lại thấy mày dưới đây vậy. Sau cái đám tang của bà 3 năm. Dạ. Rồi sao lại không cưới liền đi? Dạ, khi đến khi cô ấy chịu tang 3 năm của ba cô ấy thì đến ông nội của em mất. Rồi chịu tang mấy năm nữa? Dạ, cũng 3 năm. Vì bạn em là cháu Đức Tô. Khi ông nội em mất thì đến bà ngoại em mất. Trời ơi. Mất 3 người trong 8 năm. Dạ. Nhưng mà gia đình hai bên em là có đồng quan điểm với nhau về cái chuyện tình yêu của hai bạn hay không? Ba mẹ thì không có cấm đoán gì hết, hai bên đều không cấm đoán gì hết. Nhưng mà có một cái vướng mắc ở đây là do tụi em khác biệt tôn giáo nên đâm ra nó sẽ khó trong cái khoảng mà hai bên sẽ hiểu nhau hơn về vấn đề đó. Sau rồi bạn em thuyết phục. Và cũng trong thời gian đó luôn, chưa lúc mà chưa chuẩn bị đám cưới á, chồng em lại bị tai nạn. Trời ơi, sao hai đứa sao cứ gặp những sự cố không vậy? Chồng chiên á. Trời mưa tối, xong rồi chồng em vừa xuống cái cầu đó thì có người băng qua đường, chồng em né. Xong rồi chồng em té xuống thì nguyên chiếc xe đập vô mặt chồng em luôn. Lúc đó thì em khâu rất là nhiều trên mặt. Mũi thì bị gãy. Thì gia đình của em thấy cô này chăm sóc em rất là chu đáo. Rồi kể từ đó thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Sau đó là cưới luôn đó. Rồi, bây giờ cưới nhau là được bao lâu rồi? Đó thì đến nay khoảng 1 năm rưỡi. Ôi gì mới đây à? Dạ, đúng không? Rồi. Quá son. Có thật xấu gì không cưng? Dạ em thật xấu cũng nhiều lắm. Nhiều trời ơi hả? Thôi giờ cho em kể trước đó. Ví dụ. Dạ. Thì vợ em á thì có cái tật rất là ngộ. Đồ đạc của mình á, mình xài chẳng hạn như là nịt bụng hay là những cái đồ mà chai dầu hay gì đó là bản thân vợ em xài. Để đâu không nhớ bắt chồng đi kiếm. Mà chồng không kiếm được thì lại giận. Đó cứ thế mà năn nỉ. Vợ em cũng có dấu hiệu hay lắm. Giống như là hai vợ chồng mà muốn gần nhau á, thân thiết với nhau á, thì vợ em tối trước khi ngủ xí nước hoa. Mà đến khi nào mà vợ em mà không muốn á, vợ em sức giận. Đó, cái đó cũng hay chứ bộ. Hay lời muốn nói. Nhiều lúc mà nằm kế bên cứ tưởng nằm với cô, với mẹ không. Là có sức vô gió không hả? Sức một tuần sức mấy lần? Đêm nói chung là đêm nào cũng sức. Trời ơi, đêm nào cũng sức là mệt thôi nha. Giống như là cái đó là thói quen từ nhỏ của em luôn rồi. Như vậy có nghĩa là đêm nào mà muốn gần thì gũi báo hiệu. Không có là sức dầu thơm trộn dầu gió. Giống như là đêm nào mà ấy thì em sẽ sức dầu thơm trước. Xong hết rồi mới sức dầu gió đi ngủ. Còn tật xấu gì nữa? Thì đi mỗi lần đi chơi. Đi chơi là cô này rất là thích chụp hình. Xấu cái là giận, bỏ ra góc ngồi vậy đó. Rồi tới em phải năn nỉ xong rồi mới chịu chụp hình lại. Hay giận đúng không? Dạ hay giận, hay nhõng nhẽo lắm. Đó, cái đó là tật xấu đó. Anh cứ kể chứ không có nhìn. Cái phần này đâu có nhìn. Vợ em rất là hậu đậu. Đi tắm một 10 lần là hết 9 lần là quên đồ. Rồi đang tắm á, thì đang vô toilet á, thì lúc nào cũng á hết. Cứ 10 lần là hết 10 lần á mà biết á cái gì. Dạ. Á gì vậy? Có là rớt đồ xuống đất á, bắt em lấy đồ mới đem vô lại. Cái tật ngộ lắm, lúc mà trước khi quen hay sau này quen cũng vậy. Là mỗi lần đi vệ sinh là cứ để một ảng luôn. Đến khi mà nó bốc mùi quá rồi mới xả xuống. Mà đến khi mà em bước vô một cái là tá ná thở luôn. Nó vậy. Đó. Cái đó do mình quên hả? Cái đó do mình quên hay cố tình chọc chồng? Ai vậy ảnh á, ảnh rất ghét như vậy. Ảnh giống như là ảnh ấy xong là phải đi xả liền. Xong rồi cứ ấy là xả liền. Còn xong ảnh cằn nhằn em, cái em để vậy luôn. Xong rồi, là cố tình đúng xong không? Xong rồi cái rồi em mới xả. Xong rồi là ảnh nói số 8 năm thì bây giờ em đỡ rồi. Rồi vợ em được cái là nấu ăn rất là ngon. Là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Có lúc thì em thèm á, em đôi khi em thử vợ em là tài nấu nướng như thế nào. Thì em mới kêu là anh ơi em thèm ăn trứng. Thì lúc đi làm về á là toàn là trứng luôn. Canh trứng,
trứng kho, trứng chiên, trứng luộc. Em ăn mà tuần tháng sau là em thấy trứng em sợ luôn, không dám ăn nữa. Làm cho ăn lần cho nhớ luôn á, tại thèm ăn trứng mà, ăn lần cho nhớ luôn. Ăn nhầm rồi, mặt. Em khui cái tật xấu của chồng em. Tật xấu của chồng em, thật ra thì chồng em ít tật xấu hơn em. Ảnh là thích hay chọc ghẹo, thích ghẹo lắm. Biết là con gái mà ai mà không ghen, nhưng mà thích chọc cho em ghen vậy chị. Giống như là em hôm nay á hả, anh đi anh gặp nhỏ đẹp ghê luôn á em. Xong rồi em không ghen kể tiếp. Kể tiếp cho đến lúc em giận cái quay qua đang nỉ kể... Nhây á, nhây á. Dạ anh nhây lắm chị. Với lại là thêm cái nhờ anh dọn dẹp gì là rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Ở đợt là dưới quê là nhà mẹ em buôn bán tạp hóa, bao nhiêu cái gì mà cũ là gom bỏ hết vậy, dục hết. Nhanh là tại vì dục. Dạ đúng rồi. Dục cho rồi đó. Dục xong rồi cái mẹ em kiếm không thấy, mẹ em đi ra thùng rác thấy nằm lại. Cũng biết tiết kiệm quá ha. Với lại là cái này không phải là tật xấu, giống như là niềm đam mê vậy đó chị. Ảnh rất thích hát. Đi đám cưới là ảnh không cần ăn đâu, chỉ mong được lên hát thôi. Dạ. Cho hát càng nhiều ảnh càng vui. Đến phần gọi là mong muốn thay đổi. Dạ. Thì với cái người chồng mà gọi là theo em á là ít tật xấu như thế này, vậy em có muốn anh thay đổi gì không? Bạn bè em cũng nói á, Minh nó không có tật xấu gì luôn á. Thì em cũng cảm thấy vậy, chỉ là lâu lâu anh nhây nhây với em vậy thôi. Vậy là sao? Là cứ là như không? Thế anh. Dạ, cứ như thế đi Minh ơi. Dạ. Anh cứ như vậy đi Minh ơi. Còn Minh thì sao? Thì em chỉ mong muốn vợ em là bớt nóng tính lại, tại tính nóng lắm. Với lại là chịu khó học nấu ăn. Bớt luộc lại. Nhưng mà Minh chị nói nghe nè. Dạ. Bây giờ mà ăn luộc á là thường sắc đó. Đúng rồi á chị. Không có bệnh. Dạ. Thiệt luôn á, mà giờ chị chưa tập được luôn á Bin. Trời ơi đừng có nhìn em. Chứ chị mà tập được là chị đâu có đến nỗi chị, vậy. Cứ sau 5 giờ là mình không ăn. Cái ngành nghề của tụi chị khó mà ăn được theo như vậy. Đúng rồi. Lúc mà hai em về sống chung là có thêm một biến cố nữa. Là lúc mà hai đứa em đám cưới được 1 năm thì em lại có em bé. Em có em bé. Hai đứa rất là trông mong luôn, tại vì hai bên gia đình rất là mong luôn. Lúc mà nghe tin em có bầu cái là vui mừng lắm. Nhưng mà khi đi siêu âm thì lại là thai ngoài. Ngay đêm đó em là ngay cái đêm em mổ. Là phải mổ liền đúng dạ, không? Dạ mổ liền. Tại vì cái trường hợp của em là cấp cứu. Bao lâu rồi cưng? Được 6 tháng, 7 tháng. 6 tháng, 6 tháng như vậy thì cũng có thể thôi. Nhưng mà nếu dưỡng thêm đi. Phải dạ. Mất 1 năm. Bác sĩ nói là 2 năm. Chị cũng thay ngoài nhưng mà sau 1 năm thì chị có bé Bí Ngô. Dạ. Thôi thì giờ đến việc của anh Bin rồi đó. Anh Bin phải chúc đi. Tại vì cả hai gia đình đều mong có cháu rồi. Chúc cho hai vợ chồng em nào cũng yêu thương nhau nè ha. Và trong năm sau là sẽ có tin vui. Dạ, cảm ơn anh. Sẽ chào đón một thiên thần ha. Dạ. Khỏe mạnh nè, đầy đủ nè. Đẹp trai hoặc là đẹp gái giống như ba mẹ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chào hai em. Dạ. Chào tụi em nha. Em gặp cô dâu xin phép nha. Là anh ấn tượng. Đố em biết là ấn tượng điều gì? Dạ chắc hàm răng á. Hàm răng. Anh ấn tượng nhất là hai chiếc răng khểnh của em. Rồi bây giờ mời cô bé có hai chiếc răng khểnh giới thiệu cho mình. Dạ em là Thùy Tiên, năm nay em 23 tuổi và em là kế toán. Con dạ. Em là Đức Trí, em 28 tuổi, hiện em là nhân viên marketing. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Cách đây hơn 5 năm, đó em đang có chuyện buồn về chuyện học học hành đó, em về quê chơi. Thì lúc đó em chơi cái game online, chơi cái game audition đó. Thì có quen một cô bạn, là cái cô bạn đó là bạn thân của vợ em. Thì lúc đó em về quê chơi thì cái cô bạn đó rủ em đi uống cà phê, rủ theo vợ em. Em cũng rủ theo người bạn nữa. Chỉ có người bạn của em á với cái cô bên kia là nói chuyện với nhau. Còn em với vợ em ngồi đến thinh nè, ấn tượng ban đầu để cho vợ em nói đi. Dạ. Ấn tượng lúc đầu em ấn tượng về chồng em không được tốt lắm. Là tại vì ngồi uống cà phê có 1 tiếng mấy mà chồng em hút hết, có gửi thuốc. Chồng em hút liên tục. Rồi sao? Em không có cảm tình với đàn ông thuốc. Có phải là do em hồi hộp khi mà gặp cái nhan sắc cô gái này không? Dạ không. Em lúc đó tại vì đang có chuyện buồn. Rồi cái mình đang suy tư, mình suy nghĩ thì mình cứ ngồi mình hút thuốc. Lúc đó chưa có ấn tượng gì hết. Thấy bất lịch sự quá, mình có say qua nói vài câu. Cái đầu thấy vợ cười. Có răng khểnh. Đó là quan tượng. Cái lúc này nhỏ là thích mấy cô gái răng khểnh rồi. Và ước lấy được vợ gái răng khểnh. Chắc có lẽ là sau cái buổi cà phê đó là em là người chủ động hẹn hò cô này hay sao? Em bắt đầu nhờ cái cô bạn làm mai vợ em. Em ngồi yên nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhắm mắt lại. Nhún, mở ra nhún ra. Quý vị dưới cái nhìn thấy cái chú rể nè. Có một cái điều gì rất đặc biệt không? Bây giờ hỏi cô dâu nè. Cái vết lông mày này là sau này mới có hay là đã có từ này mới làm cho ảnh được 1 tháng em làm cho ảnh thấy không? Trời ơi đừng nói cào, đừng nói cào mày nha. Em thấy đi tỉa rồi còn hỏi làm cái gì cho mất công. Cái này là đi tỉa chứ lông mày nào mà mọc cái kiểu này. Đi tỉa hả? Tỉa gì kỳ vậy trời? Vợ em tỉa cá tính vậy hả? Dạ. Chiều nay tỉa giùm anh nha.
Bao lâu thì em chính thức theo đuổi vậy? Đi chơi được khoảng 4-5 ngày em thấy thích. Cái đầu mới nhờ cái cô bạn kia chỉ nhà vợ em. Lúc đó em chạy xe, em cứ chạy tới chạy lui, cái đầu vợ em mới đi ra hỏi anh làm gì mà anh chạy tới chạy lui tay hoài vậy. Rồi không trả lời sao? Anh nói nãy giờ anh tính rủ em uống nước mà anh không dám rủ. Cái em nói thôi em không đi uống nước nên khỏi rủ. Cái anh ngồi nói vậy mình đi đâu chơi đi em nói. Cái em mới suy nghĩ. Cái em mới rủ thôi bây giờ mình ra ngoài mạng đi, mình vừa chat vừa đọc báo chẳng hạn. Cái anh nói ừ anh cũng đang tính đọc báo thì anh chở em đi. Cái ra ngồi thì hai chồng ngồi hai má sát bên. Sau em thấy chồng em nói chuyện Yahoo với em. Cái chồng em cứ nhắn hoài, cái em cứ nhắn giống như là em trả lời đại cho rồi vậy đó. Cái em vừa mới đứng lên cái anh quay qua nắm tay em, mình chính thức quen nhau nha em. Cái tự nhiên lúc đó em đớ hết trơn, em không biết cái gì hết trơn. Đớ hết trơn à. Chị hỏi nè, hai đứa hay gây lộn không? Dạ cũng thường xuyên. Cái đợt gây lộn mà gần nhất là lúc nào? À khi nãy chuẩn bị vô ghi hình. Tại sao lại gây lộn? Tại vì chị nhìn vậy là chị biết hay gây lộn lắm nè, đúng không? Tại vì em nhõng nhẽo cái em bị anh la. Sao nhõng nhẽo? La sao đâu. Nãy em đòi uống nước đó, cái em mới anh ơi đi mua nước cho em đi. Cái anh mới nói là anh đang chơi game, cái nó từ từ đi em chút đi em. Cái em nói thôi em chịu đâu, uống nước giờ à. Cái tự nhiên cái mặt anh nghiêm lại, cái anh nói em sẽ tóm mày, em nhõng nhẽo hoài. Ứng là một chàng để tự nhiên em khóc. Phải mặc đồ cô dâu khó chịu quá. Cái ảnh mới nói với em là sao tối ngày khóc hoài. Tự nhiên cái em không nói đi trên, cái em nói anh nói chuyện với em thái độ gì thôi sao em không khóc. Ảnh mới nói gì thôi, không tham gia chương trình nữa. Giống như là thách đố em vậy đó. Cái em đứng dậy em đi về luôn. Ủa đi về rồi á hả? Em lội ra không phải là đi về, em lội ra ngoài để hù quên thôi. Lẫy dạ. Rồi cuối cùng có chạy đi mua nước cho cô này không? Dạ dắt ra quán uống luôn. Ờ 200 tôi uống luôn hả? Rồi có quay được liền không? Dạ ra em chọc cái là cười lên. Em biết tính vợ em hay lẫy lắm mà em lâu lâu em nói chọc gì vậy mới vui. Trời ơi cũng may là bả vui liền nha. Bả mà không vui là chắc cả chương trình chúng tôi bị bể rồi. Rồi hai đứa quen nhau thì bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Hơn 5 năm. Hơn 5 năm? Dạ. Ủa vậy thì trong cái chuyện mà cưới hỏi có gì vui không? Có bị cản trở không hay là suôn sẻ hết? Cũng suôn sẻ hết. Mà có điều là bữa đó ảnh cầu hôn em á. Nó hơi kỳ kỳ. Dạ. Ủa kể đi. Cái thời gian đó là em với ảnh thường xuyên gây lộn, mà tại vì công việc của ảnh làm là phải tiếp khách rồi đi khuya vậy đó. Mà em thì cảm không đồng ý gì cái điều đó. Bữa đó em chịu hết nổi rồi, 1 giờ mấy em điện cho ảnh, 2-3 phút anh không có bắt máy. Cái ngồi cái em điện này nữa, cảm mới nói anh đang đi karaoke mà nghe ung sùm rồi tiếng đàn ông rồi tiếng đàn bà gì tùm lum hết trơn á. Cái em mới bực lên, em quậy anh. Quậy sao? Anh nói tối ngày đi hoài, đi không có nhắc máy, điện không nhắc máy, đi tối ngày đi ôm gái gú, đi ngủ với mấy con nhỏ đó luôn đi. Em tức quá em nói thôi mình cưới đi. Sao vậy? Anh nói với em là xu ơi anh chịu em hết nổi, anh không chấp nhận được em nữa, bây giờ phải cưới liền, cưới gấp là anh điện cho mẹ anh kêu cưới luôn. Rồi vậy đó hả? Ủa mà lý do là cưới gấp? Dạ để em đi vậy hoài á, cái cũ ghen hoài. Dạ. Tức là cưới cho rồi đừng cho khỏi ghen á. Dạ. Rồi giờ còn ghen không? Vẫn còn vậy. Trời. Ghen dữ hơn không? Cũng giảm được chút. Bây giờ chị hỏi nè, ở nhà vậy thì là cái kinh tế chính là em hay là vợ? Dạ hiện là em. Rồi về có coi như lương là đưa tiền cho vợ hay là em là người chi tiêu? Bao nhiêu tin nhắn lương vừa tới tít tít là vợ em tịch thu hết. Thu hết luôn. Nghĩa là chồng em rất thật lòng đúng không? Dạ. Không bao giờ mà có giếm tiền riêng. Không có quỹ đen anh. Có quỹ đen. Nghĩa là không có giếm tiền mà có quỹ đen đúng không? Sao anh biết? Ảnh không có nói lương thật với em. Mấy lúc đầu cũng không xin nghi đâu. Cái mấy lúc sau em thấy ảnh hay thường xuyên đi nhậu nè, đi karaoke nè, rất là nhiều khi mua quà đắt tiền cho vợ nữa. Cái em mới nghĩ là anh chắc phải có quỹ đen. Lúc đầu em đâu có tìm được manh mối gì đâu. Cái sau cái vô tình thôi. Cái ở nhà cái laptop của chồng em xài á, đang coi cái bản kê lương tháng vừa qua. Cái coi xong cái đi vô toilet mà không có tắt máy laptop, em chạy lên tính đọc báo thôi. Cái em mở em phát hiện một sự thật. Sự thật của ta. Nó cái quỹ nó đen thui lùi luôn không? Rồi bây giờ cuối cùng á thì cái quỹ đen nó còn tồn tại không? Hay là em xóa quỹ đó luôn rồi? Dạ cái quỹ đó đã được em xóa rồi chị. Chuyển qua quỹ của vợ em. Còn em, vợ em có điểm xấu không? Ham chơi. Em đi làm về mệt cũng bắt chở đi chơi, còn không có em thì cũng kiếm bạn đi chơi. Mà đi chơi nghĩa là quên chồng luôn. Ủa hai đứa đã có em bé chưa? Dạ chưa. Ham chơi bớt lại, chơi khác để có con. Còn gì nữa không chứ? Có một cái điều mà em phát hiện là ba mẹ em và bố mẹ vợ cũng ở quê. Thường xuyên hai chồng cãi nhau về cái chuyện đó. Em đi làm suốt, người không có thời gian gọi về. Mà kêu vợ gọi về thì vợ không chịu gọi. Tức là gọi về cho ba mẹ à? Dạ, gọi về cho ba mẹ, bố mẹ. Để hỏi thăm sức khỏe mà vợ không chịu gọi. Tại sao mà không gọi được cho bố mẹ mà phải để trong bụng? Không phải là em không gọi, giống như là em không có thể nào, giống như là ngày nào em cũng gọi. Nhưng mà ví dụ như một tuần hơn chẳng hạn, thì có nhiều khi là cũng 2 tuần em mới gọi. Giống như là con người em sống hơi bị thực tế một tí. Em để ý ba mẹ thiếu thốn thứ gì, cần thứ gì, em sẽ mang thứ đó về để cho ba mẹ vậy đó. Nhưng mà em có nghĩ là ba mẹ em cũng không cần đến cái điều đó không? Mà ba mẹ em lại cần cái điều là mỗi ngày được nghe giọng tụi em,
được biết xem tụi em có khỏe hay không. Dạ. Tại vì em không khéo léo lắm trong cách ăn nói á. Thì mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ cái máy hỏi mẹ ăn cơm chưa, rồi mẹ đang làm gì là em hết biết nói gì. Rồi tại sao em không gọi? Lâu lâu em cũng gọi nhưng mà công việc của em là không có thời gian rảnh nhiều. Rồi một ngày vậy em gọi điện thoại cho vợ em mấy lần? Nếu đi xa. Đi xa là cái đó vợ em bắt gọi một ngày là giờ trưa, giờ chiều, tối đi ăn cơm về là tới khách sạn là gọi nói tới tối đi ngủ thôi. Rồi vậy đó. Rồi còn nếu mà không đi công tác xa thì là một ngày có gọi điện thoại cho nhau không? Không có gọi điện thoại mà bắt nhắn tin vậy mới lạ. Cái sao toàn là vợ bắt không vậy? Chủ động hả? Vợ em lạ lắm. Bắt phải nhắn từng trăm tin mới chịu. Trời ơi. Ây da, nhắn vậy chắc không tốn tiền đâu đó á. Nghe nè, bây giờ nếu như cho em có một cái điều mong muốn vợ em thay đổi thì em mong muốn nhất đó là điều gì? Quan tâm gia đình, gọi thăm, hỏi thăm gia đình hai bên để ba mẹ chồng với con dâu được hiểu nhau hơn. Còn em? À, em chỉ mong chồng em là ở sạch hơn. Vậy thôi hả? Vậy là bớt nóng tính, có nghĩa là mỗi lần nóng tính là cứ nói chuyện lớn tiếng mà em thì không thích người khác nói chuyện lớn tiếng với em. Chị hỏi nè, giữa em với gia đình chồng á có điều gì chưa hiểu nhau không? Dạ không có chuyện gì hết. Tại vì vậy nè, cái mong muốn thay đổi á của chồng em với em á, chị nghĩ cái đó là một cái điều rất quan trọng. Dạ. Và em cần phải thay đổi. Tại sao em có nhu cầu là một ngày nếu như không gặp mặt phải nói chuyện hoặc là nhắn tin cả biết bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu cuộc nhắn tin. Dạ. Mà em không nghĩ rằng mẹ em, ba em cũng rất mong muốn cái điều đó ở em. Dạ. Đối với mẹ chồng, ba chồng cũng vậy. Có thể không cần thiết ngày nào cũng làm, nhưng mà 2 ngày, 3 ngày một lần để cho bố mẹ thấy là cái sự quan tâm của các con cho dù ở xa. Dạ. Và các cụ sẽ sống thọ hơn, lâu hơn là những cái món quà mà em đem về. Người già là không cần những cái đó nữa, ta cần cái sự quan tâm của con cái nhiều hơn. Dạ. Thì theo chị thì cái mong muốn đó em nên làm đó. Còn với chồng thì đã gặp cái cô vợ mà muốn cái sự quan tâm của chồng nhiều như vậy thì em bớt cái vô tâm đi, đừng có để vợ bắt nữa. Phải coi như đó là một nhu cầu, là mình cần phải hiểu vợ mình đang làm gì, đang ở đâu, có vui không, có buồn không, mà không cần phải vợ nhắc nhở. Ừ. Đúng không? Rồi, chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Dạ. Xin cảm ơn. Ừ. Vợ cũng hiểu mình nói. Ừ. Anh cũng muốn giống em lắm nhưng mà anh nói tiếng Anh được. Của mình chưa được ha. Level của anh tốt ở số 1 thôi. Thôi đẹp. Mà các em tới số 100 rồi. Anh sau, khổ sau quá. Sau chương trình này cho em tặng nhanh quốc thuận mật khóa cãi nhau bằng tiếng Anh. Ô trời ơi, được, ok. Anh đồng ý liền. Cho mình đồng ý. Cho mình bớt giận. Dạ. Rồi, dạ. Nhưng mà nó nghe nè, dạ. Sau cái bữa mà đi uống cà phê nói rất nhiều như vậy thì dạ. Rồi sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Dạ. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop. Dạ. Và nói bằng tiếng Anh, dạ. Đúng không? Dạ. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình, dạ. Và có nụ hôn đầu tiên à. Dạ, thì nhiều khi ảnh mời em nhiều quá. Mà trong lòng em lúc đó là mới năm 2 còn rất là máu học. Tại vì học sinh giỏi mà rất là muốn học. Rồi đi làm nữa, đâu có thời gian đâu. Nhiều khi nói, trời ơi, sao mời hoài. Kiểu trong lòng như thế. Nhưng mà có một hôm thì đi mời em ở Sài Gòn, em mới đi được. Sau đó thì em đi, ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao, đi dạo ở quận 7, cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em, Nhi ơi, anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ, nắm thì nắm đi, còn nói câu nói. Nhi ơi, anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Nên là em kể cứ cho nắm luôn. Có nói là không? Ừ, nắm đi không? Dạ, không, dạ không, em cứ im thì muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì anh nắm tay em, xong sau đó thì đi dạo một vòng. Rồi cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, tại vì hai người cùng học và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cả hai đều hướng về gia đình, cho nên là sắp xếp mọi công việc để có thể về Biên Hòa. Ảnh thấy em đi xe máy, con gái đi xe máy hoặc là xe buýt nguy hiểm quá mà xa nữa, cái quận 7 đi về Biên Hòa rất là xa, thì ảnh có ngỏ lời là ảnh đợi chở em về. Chở bằng xe máy sao? Dạ, xe máy lúc đó là xe máy, lúc đó là ảnh, em không biết ảnh là ai, em chỉ biết ảnh là làm dân ngân hàng thôi. Lúc đó là ảnh vừa đi làm ngân hàng vừa khởi nghiệp nên là công việc cũng rất là bận. Xong sau đó thì chở em về thì đứng ở trước nhà mà mẹ em thấy, ủa, kêu bạn vô đi chứ, đàn ông con trai chở phụ nữ về không có được đứng trước cổng như vậy, phải đi vô sân chứ để người ta dòm kiểu như thế. Thì có vô, xong sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều. Thì vô rạp phim là nụ hôn đầu tiên. À, nụ hôn đầu tiên là trong rạp phim. Dạ, đúng rồi. Vô trong rạp phim có anh thích hôn lắm đó. Dạ. Có nói không? Có nói không? Lúc đó thì chưa, không có nói. Chỉ có quay qua coi phim ma nữa. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Nhưng mà thật ra em đâu có sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. Để em núp vô, thế là ảnh hôn luôn.
mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền chứ không có để lọt lưới gì hết trơn, đúng không? Dạ. Như vậy là chính thức quen nhau sau sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức thôi? Thật sự là khoảng 9 tháng đầu tiên. 9 tháng. Dạ. Thì sự em có một cái góc nhìn lúc em quen Nhi á, thì em biết bạn này chị đang là sinh viên, bạn sẽ có ưu tiên việc học và bạn cũng đang năm 2 thôi. Nhưng mà lúc đó em đã vào độ chững là 29 tuổi rồi. Và em nhìn lại từ lúc em 24 tuổi là em có một mối tình đầu tiên là 5 năm á, thì em gần như tất cả những bạn gái trước đó em không hiểu lý do vì sao có thể rất vui, rất nồng nhiệt, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng cứ sau khoảng 6 tháng 1 năm nó lại có một cái điểm dừng nào đó, tự nhiên hai người phát hiện ra. Thì khi mà em sau 9 tháng em nói chuyện với cô bé này á, thì em nhận ra một cái điều là không hiểu cái cảm giác yêu của em không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Nhưng em cứ về em gặp cô bé này em nói chuyện thì em có một cái chữ là em thấy em yên lắm. Em yên bình á. Bình yên đó. Bình yên vô cùng, lúc mình 29 tuổi mình không còn muốn ra, không phải một cái quan hệ gì nữa. Mình tìm một cái gì đó bình yên và mình thấy là cô bé này cho mình một cảm giác yên, cho nên bây giờ con trai của em tên là Đinh Đức Yên. Và cô bé này có một điều là thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình, hướng nội và rất có những cái điều mà buổi sáng sớm khi em đi làm á thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay, anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng, mà trước giờ những cô gái trước đó họ không có điều đó. Còn ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác, em đi sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn, anh đi công tác bằng em nhé. Thì những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi, thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này, thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Em rất nghiêm túc luôn. Em hiểu. Và em không biết bạn này nghiêm túc với em không, vì bạn trẻ quá, hơn nhau 9 tuổi, góc nhìn nó khác lắm. Tại em 29 tuổi em ra đời em làm ăn, em hiểu hết cuộc sống. Nhưng em không chắc bạn này sau ra trường bạn có muốn lập gia đình hay không, hay bạn sẽ trả lời với em là anh Quyền ơi, em chưa có sự nghiệp mà. Mà chẳng lẽ bây giờ em đợi đến bạn 28, 30 tuổi bạn mới hôn thì em lại già mất tiêu rồi. Trên đôi khi một số giai đoạn đó em cũng từ 2 năm đầu tiên em không dám là phải nói với Nhi là anh rất muốn là sau khi em ra trường mình kết hôn đi. Tại lúc đó anh cũng 32, 33 tuổi là rồi. 2 năm đó. Thì rất nhiều những yếu tố đó sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành. Và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình, chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Nếu mà bạn ưu tiên kinh doanh như em thì chắc có thể là sau 4-5 năm quen nhau phải đợi thêm 4-5 năm nữa thì nó rất là tương đối. Như vậy là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu. Dễ gì? Dạ. Em xem không phải, tại vì bạn này nói rằng là cô ấy luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Khó lắm, bình yên gì, hợ chinh nhau 9 tuổi, quan niệm về lý tưởng, về cuộc sống. Dạ, thật ra là 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á, thì nó dường như là một màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á, nó rực rỡ, nó đẹp vô tươi, cùng. Hồng tươi, tươi mà không có một xíu xám nào hết, cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Thì giống như anh nói là tốt nghiệp xong thì em có nhiều cái suy nghĩ rộng mở hơn, lúc đó em có mong muốn là học thạc sĩ nữa. Thì em cũng đi làm khoảng 2 năm thì ảnh nói là đủ nồng đủ mùi để mình kết hôn rồi. Thì lúc đó em về nhà em cũng đắn đo dữ lắm, cũng suy nghĩ, tại vì 2 năm từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết, cái này chắc để chồng chia sẻ. Thật sự là em không, mình kể về cái vấn đề mà trầm trọng á. Dạ. Nguyên nhân trầm trọng. Thật sự là lúc em đi á là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu, cho nên 2 năm đầu tiên là ăn uống mọi thứ là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tuy nhiên cuộc đời cá nhân của em, tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Thì anh chị biết là từ vai trò người làm thuê đó, em gắn trách nhiệm của một ông CEO. Tự nhiên doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Về tiếng Anh đó phải không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên là em bỏ công việc ngân hàng, lương lúc đấy cũng vài ngàn rồi. Mình qua mình nhận một cái số tiền 5 tỷ và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần, khi nào cạnh tranh, và đỉnh điểm nhất đó là 2020. Khi lúc đó em đang xây dựng một mô hình kinh doanh đó là ở thị trường Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt là 16 chi nhánh. Mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2 2020 Covid nó xảy ra. Tự nhiên Covid nó xảy ra và tất cả chúng ta đều không biết Covid là gì. Và em cũng không biết Covid là gì, thì em nghĩ nó chỉ là một cái gì đó cảm cúm thôi. Chắc 1-2 tuần trong nhà nước lại ok, lại kinh doanh bình thường.
Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Với chiến lược của em rất đơn giản là nếu anh Thuận đi học tiếng Anh của em thì bất cứ lúc nào anh Thuận lên Đà Lạt chơi, em thu anh Thuận 100.000 tiền phòng. Thì đó là một chiến lược rất hay, cho nên học viên của em họ rất là thích. Thì trong giai đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 5 em vẫn giữ ba thành phố đó, 16 chi nhánh. Và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Mỗi tháng em lỗ 300 triệu. Quá khủng khiếp. Mà gồng trong bao lâu? Và em gồng liên tục á. Có nghĩa là giai đoạn đỉnh điểm năm đầu tiên á là cứ một tháng em lỗ 300 triệu và 10 tháng là 3 tỷ rồi. Và cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Ngồi trong nhà hết mà. Và mỗi một ngày cái học viên họ than phiền là bây giờ đóng cửa, có dạy online không? Có đảm bảo chất lượng không? Và cứ mỗi ngày cái cầm len nó đến với cá nhân em nó khủng khiếp. Thì các em không biết tại sao lúc đó em đổi tính. Cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau. Vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Và em không giống như các cặp vợ chồng khác. Cái giai đoạn bọn em yêu nhau là giai đoạn bọn em khó khăn nhất. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi đấy. Bây giờ cô cứ sống như thế này sao tôi sống? Mà mọi người biết là lúc mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng rồi. Thì cái giai đoạn đó là gần như là có giai đoạn là cứ hai ngày cãi nhau lần. Và em bị vô cảm giác tiêu cực là bây giờ không muốn yêu nữa. Mệt quá. Tại vì vừa áp lực công việc mà áp lực kinh doanh và áp lực từ phía vợ nữa. Thì em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào. Bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Lúc đó em sao Nhi? Dạ thì có một cái đỉnh điểm là dịch xảy ra. Xong khoảng em có theo dõi, em có quan sát chồng. Thì một khoảng thời gian sau qua Tết á, thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi. Là anh Quyền một người nữa. Và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh. Tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Thì em phụ anh thì càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm làm hai vợ chồng, tại vì không còn văn phòng nữa thì có mở văn phòng tạm tại ở bên nhà chồng. Thì em có tiếp xúc nhiều hơn với mẹ chồng. Thì có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm. Thì lúc đó cãi nhau buổi khuya. Thì cái tiền sử của em là cũng có hơi tim nhẹ một xíu, nên là hồi cấp 3 em rất là hay xỉu. Cho nên em cãi nhau quá, em mệt quá, cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Thì thế là mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó. Lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em xin phép em như vậy. Mẹ em nói để lên đón, mà mẹ chồng em nói thôi cứ để cháu ở đây. Thì sáng mai mẹ chồng có nói với em là cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là quen nhau mà thấy cực quá, cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn. Kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi, để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được. Nhưng mà lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó em không nói gì hết. Quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi. Để quen một người nào đó thoải mái hơn rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Tại sao em lại kéo như lại? Em có một cái câu mẹ em có nói có khuyên em là nên chia tay đi không? Mẹ em là người rất thẳng thắn. Mẹ em chỉ nói như thế này nè, hai đứa bây giờ chưa kết hôn mà cứ cãi vã nhiều vô đi, và cái việc dừng lại nó không phải là chấm dứt đâu, nó dừng lại để cho hai đứa có thời gian nghĩ, dành cho nhau một cái khoảng không gian. Thì và với lại mẹ em với mẹ Nhi rất là tôn trọng cái việc hai đứa chia tay đó là chuyện của các con. Bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này. Gia đình em may mắn là em với Nhi rất được ủng hộ từ phía gia đình, rất tạo điều kiện. Nhưng mà khi cái tần suất cãi nhau nhiều quá rồi là phụ huynh chắc là phải có một cái điểm khoảng lặng, và chính cho hai đứa trẻ này được lựa chọn, chứ không gây áp lực cho bé nó nữa. Thì mẹ em chỉ nói là đàn ông á, thì con sẽ gánh vác trên gia đình mình, câu chuyện tài chính, kinh tế là chắc chắn rồi. Thì bây giờ con coi lại cái thời gian 3 năm vừa qua con với Nhi cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại, thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Thì em nhớ lại lý do vì sao em quen Nhi. Bởi vì cái an yên mà bạn này mang lại cho em. Và thực sự nó không phải lỗi của bạn này, bởi vì cái cuộc sống này tự nhiên nó thay đổi bản thân mình. Và mình không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó, thì em điều chỉnh em lại. Tự nhiên em nói với Nhi là thôi em đừng làm với anh nữa. Em đừng gặp anh á. Nếu mình có gặp nhau thì buổi tối mình nói những câu chuyện vui thôi. Em cũng đừng hỏi kinh doanh của anh ra như thế nào nữa. Tại vì có thể những cái lâu hỏi kinh doanh của anh, của em đó, có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn là mình nói cái gì và định hướng.
mình nói cái gì về xây dựng gia đình. Thì những cái lời chân thành đó bắt đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn. Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Là hai yeah. hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á là hai bạn đã tự điều chỉnh được để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa. Đúng không? Chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng không? Đúng không? Lúc mà quen nhau cho tới thời điểm này là hơn 6 năm, gần 7 năm thì hai đứa em vẫn giữ được một cái cam kết với nhau là dù có cãi nhau như thế nào thì buổi tối cũng phải tự mà làm lành với nhau trước khi đi ngủ. Tại vì không có muốn đem cái gì buồn bực tiêu cực đi lên trên cái giường. Thì hôm đó mẹ nói như vậy rồi mẹ chồng nói là chia tay đi. Rồi tối hai vợ chồng ngủ chung thì cũng mỗi người một niệm, chung phòng mỗi người một niệm. Sáng mai lại ảnh lại dẫn em đi ăn sáng. Mẹ nói, mẹ chồng nói, hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc hả? Đó, cứ đóng phim Hàn Quốc, nay đóng khóc lóc, mai lại cười, cứ suốt như vậy cho tới khi kết hôn. Đó, dạ. Tức là cái lần đó là cái lần chia tay chớm đó đúng không? Và cũng nhờ cái cú xỉu đó. Nhờ cái cú xỉu đó mà hai vợ chồng lại. Dạ, có thể là có xỉu đó cho nên không ai nói gì ai nữa, đúng chăm sóc cho em thôi. Và em thấy là may mắn nhất đó là khi có sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Chứ không phải là do hai đứa em là trẻ con hay em cãi nhau nữa, mà đây là mình cãi nhau và bố mẹ mình nhận ra cái điều là bây giờ hai đứa tự điều chỉnh đi. Không ai giúp được hai đứa đâu. Nhưng mà như vậy là vợ em nó quá giỏi. Tại vì cô bé này còn nhỏ tuổi. 24 mà đã tự lúc đó thì có 22, 23 mà tự điều chỉnh được cái cảm xúc và cái gọi là cái cách để mà có thể điều tiết được mối quan hệ là quá hay luôn. Nếu như vậy thì mỗi cô bé cùng trang lứa mà không có được những cái điều kiện đó thì thật sự là rất khó. Vậy thì sau khi cưới có đứa con đầu tiên thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á có tự làm được không? Thực ra là sau khi sinh một tháng, sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau tưởng, 2 tuần mới sinh xong. Đúng 14 ngày. Em cứ tưởng là bị đau dạ con. Thì em cũng có nhắn tin hỏi bác sĩ em có uống thuốc giảm đau này kia. Tại vì cho con bú mình cũng không có được uống tầm bậy. Sinh nhiều. Mà hôm đó linh cảm như thế nào mà chịu hết nổi rồi, nhờ bà ngoại lên chăm bé thì 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì mổ xong phải thông hai cái ống dịch nó rất là nhiều, ra chảy ra ngoài thì tập đi tập đứng mà nước mắt cứ rớt thì phải cố gắng để về với con. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố thì nó khoảng 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu thì đưa hết đi 8 cái bệnh viện. Bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm. Thì em có bị stress sau sinh. Em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó trước mắt là em lại đập phá, em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn. Em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại. Mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự cầu nguyện, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà, chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào, dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Thì mình suy nghĩ trong đầu một câu, chồng mình đã như vậy, đã thương mình như vậy, đã có mọi người giúp đỡ mà mình còn không tự vượt qua được thì không ai giúp mình được nữa. Nhưng mà em bé là có đi bệnh viện không? Dạ, hay là có. Điều trị như thế nào, bao lâu thì mới hết? Dạ thì bé vẫn uống sữa mẹ đến lúc tháng thứ 6 thì vẫn không có hết, càng uống sữa mẹ. Và em cứ tưởng là do bản thân em ăn đồ không có tốt nên em bé đi như thế. Thực ra là em cho ngưng một 10 ngày để uống sữa ngoài. Tại vì sữa ngoài thì chắc chắn sẽ không đi nữa. Mà càng uống càng đi, một ngày đi khoảng 15 lần, cứ đi máu như vậy đó. Mà máu tươi luôn, như mình hút máu ra vậy. Thì em mới nói với bác sĩ, thì bác sĩ nói là con bị dị ứng sữa, bị dị ứng đạm bò, dị ứng đạm sữa bò. Xong sau đó phải uống sữa thủy phân toàn phần, xong sữa đặc trị cho bé rất là đắng, rất là hôi, không uống được, bé không chịu uống, phải đút từng muỗng, cũng không uống luôn. Mỗi lần cho con uống mà nước mắt em cứ rớt, em lại vô khủng hoảng lần hai. Rồi. Xong sau đó em đi tìm sữa khác cho con, nhờ bạn ở bên Pháp, nhờ bạn ở bên Úc tìm sữa cũng có những cái bệnh như giống con mình, thì có gửi về cho em một cái hộp sữa gấp trong tức tốc khoảng một tuần là về đến sữa đến nơi. Thì cho con uống thì chỉ cần uống hai lần thôi.
con đi bình thường lại. Ồ, mừng quá. Trời, cái em... hiệu đó là hiệu gì cưng? Dạ là Novalac của Úc. Của Pháp. Novalac. Dạ, sữa mình nói gạo. Biết sao mình nói để cho ví dụ những bà mẹ có những đứa con giống vậy để họ biết. Có, Novalac. Em có một người thân đây này đó, Novalac đạm gạo của Pháp. Của Pháp, Novalac đạm gạo của Pháp nha mọi người. Em đã từng có người thân mà em bé đã từng bị như vậy. Mà coi như là vì dị ứng đạm bò. Và cũng phải lây hoay. Bây giờ bé 11 tháng cũng chưa có ăn được cái gì từ phô mai, từ sữa bò, từ thịt bò lại ngứa. Chỉ ăn được những cái không làm từ cái sữa bò đó. Bây giờ phải khổ đi em nhiều. Từ gạo nè, từ đậu nành nè, từ khoảng 3 tuổi thì bé sẽ hết, nhưng mà em cũng hơi kệ. Em cũng không có giờ. Không có sao chứ bây giờ rất là nhiều các loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên đó. Nhưng mà lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Thực sự nó có một cái điều là em may mắn là em là con út trong một gia đình, em có ba người anh chị nữa. Thì ba anh chị đó là mình quan sát cái cuộc sống hôn nhân của họ. Và trước khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này. Mẹ em nghĩ là khi em nghiệm lại đúng rồi. Tại thực sự là em lớn tuổi hơn Nhi thì cái trải nghiệm của em và cuộc sống nó sâu sắc hơn xíu. Mẹ em chỉ nói là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ. Chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Thì em khác người đàn ông khác là lúc mà Nhi sinh á thì em phải em chọn em nói với bác sĩ á là cho em vô em đỡ sinh với vợ, là trong phòng sinh là có bác sĩ, có dưỡng sinh và có em. Nghĩa là mình quan sát vợ mình đau từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại vì vợ may mắn sinh thường, và mình nhìn cái cảnh đầu tiên là đứa con nó được sinh ra như thế nào. Thì những cái điều đó đó trong mỗi ngày vợ dẫn con đi bệnh viện, bất cứ lúc nào mà em đang đi làm, em đang kinh doanh nhé, mà vợ chỉ nói là anh ơi bé đi ngoài nữa rồi, anh về đi bệnh viện, là em bỏ hết việc, em không quan tâm kinh doanh nữa. Và thật sự em cũng mong muốn là khi em lập gia đình á, thì em nghĩ là phải hy sinh, dẫn đến là em luôn có một cái tâm niệm là trong một buổi khuya đó vợ em có thể thức giấc 2 lần thì em phải thức giấc 1 lần. Và em làm điều đó liên tục trong vòng 6 tháng. Và bây giờ này cứ tầm 4:30 sáng Yên thì em nó dậy rồi, tại vì nó đi ngủ lúc 7:30. Thì 5 giờ sáng nó dậy, mà lúc đấy vợ mệt rồi, tại vì vợ phải cho bé uống sữa khuya, thì tầm 5 giờ em lại chăm. Thì đối với em á, là em biết vợ em bị stress mà. Cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Mình phải tự tâm niệm như vậy. Tại vì nếu lúc đó, tại vì thật sự nếu mà anh Thuận với chị Vân biết, ở ngoài thị trường em là diễn giả, em là doanh nhân mà em nói ngoài đó, nói ngoài được. Dạ, có nghĩa là em có khoảng 100 bạn nhân viên cấp dưới mà em hét ra lửa, nhưng mình không được mang cái điều đó về nhà. Đúng. Mình không được lấy cái quyền mình làm chủ hay là mình làm tài chính mình phản đối vợ mình. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là mẹ chồng em nói á, mẹ vợ lúc mà cưới á, thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ. Nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên em nói là mẹ ơi cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ con chứ bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Và rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói là thôi rồi mày đi ra ngoài đi. Tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi, nó im mà, mày cứ nhỏ nhẹ im. Thì tại sao chứ em biết chắc chắn nếu mà Nhi ở bên nhà nội nhà vợ mẹ em á, thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu là có. Đôi khi mợ Nhi sẽ không chia sẻ được. Đúng rồi. Cho nên cái việc mà em chấp nhận là em ở bên ngoài là giúp cho cái việc lúc nào mẹ con mà thủ thỉ với nhau, đi chơi với đúng nhau, chăm bé với nhau. Cho nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên, tích cực đúng. Lên. May mắn, quá, là, may mắn là của ông chồng mà, quá tâm lý. Lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Mà áp lực chị vậy luôn á. Là sống chết gì bỏ hết mọi thứ là phải qua để chứng kiến nó lúc nó đẻ. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình thì nhiều rồi thấy là tới cái phần hấp dẫn rồi đúng không? Đến cái phần nào mà mình cần phải gọi là tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể mà trong mắt giờ nhau gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi nói trước đi. Nôn nao quá. Dạ thật ra thì cũng không phải là tật xấu gì quá xấu. Có hai cái, suy nghĩ ra là có hai cái. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Thật ra là không phải là ảnh ở dơ mà vớ hôi, không phải. Mà là mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài là ảnh sẽ phải mang giày. Anh giày đi làm, đi nói talk show hoặc đi bất cứ ở đâu, ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Thì nhưng mà mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc.
không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Quán nào mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Không, em đi về nhà em mới mất, không biết vì sao là. Mà ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Mà ở nhà thì em là người giặt đồ, đem đồ đi giặt, đem đồ đi phơi. Có mấy sấy thì đâu có phơi ở ngoài xào đâu mà người ta lấy hoặc nó bị bay. Mà cứ mỗi lần bỏ vô máy giặt xong rồi, tại vì bỏ đồ vô máy giặt em cũng không có kiểm, chừng nào lấy ra phơi thì em mới kiểm thôi. Là bao giờ cũng mất chiếc? Bao giờ cũng vậy, chỉ hiếm lắm thì mới còn đủ hai chiếc, mà chắc hai chiếc trái với phải cũng khác màu nữa. Xong rồi em cứ nói ảnh hoài, em nói anh cũng không biết đâu. Thế xong rồi em mới nói vậy thôi. Bữa sau em đặt trên app á, hàng sale 150 đôi, em về em để tủ. Một đôi y chang nhau. Dạ không, đúng không? 50 đôi cỡ trung, 50 đôi cỡ thấp, 50 đôi cỡ cao đó. Để đó nhớ, để mà mình có thể dạ, mất cái này. Dạ bây giờ có mất dần không? Dạ cũng vẫn mất như thôi. Không, cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi với nhiều em ơi. Cái đó nhà chị em cũng đi với nhiều nè. Không, mà sao không mất? Luôn luôn chị là cái người mà lúc đó chị sắp xếp đồ đạc mà tủ vớ là luôn luôn nó sẽ lòi ra khoảng một chục cái chiếc lẻ. Dạ. Mà mình không biết là cái kia nó ở đâu. Dạ tại vì em khó chịu đến cái mức là mỗi lần anh đi công tác đêm khuya khoảng 9-10 giờ thì ảnh mới đi tìm đôi vớ để soạn đồ quần áo, mà 9-10 giờ em có thể chạy đi mua vớ cho ảnh được đâu. Cho nên là em cứ mua về sẵn đó, anh mất cũng không, vô chổng lấy đôi mới đi. Không, giải pháp rất là thông minh. Là 150 đôi một, tức là 50 đôi y chang nhau. Em hiểu không? Để có mất cái này vẫn còn cái kia, không có vấn đề gì luôn. Ba màu cơ bản, sáng trắng đen. Đúng, đúng. Bây giờ vợ em, bà cũng mua một lần mấy chồng. Đúng rồi. Mà em cũng không có mua vớ xịn đâu, vớ dưới 10.000 một đôi thôi, tại mang có một lần hay là. Bây giờ nhiều vớ vớ rẻ tiền lắm. Tới nỗi bây giờ con Đức Yên của em mới có 11 tháng cũng y chang cha. Cũng mất vớ luôn. Sáng em mang cho nó, xong trưa em gom đi giặt đồ em thay vớ mới cũng còn có chiếc. Mẹ hỏi con quăng đi đâu rồi? Mà giờ biết trả lời đâu mà trả lời. Cũng bây giờ còn bé xíu mà cũng y chang ba luôn. Trời đất ơi, về nhà là mất vớ. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Dạ. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi. Hiểu không? Giờ tìm cái khác đi, tìm cái khác mà chưa tốt nữa đi. Ăn uống có dễ chịu không? À, dù ăn uống nữa là thêm một cái nữa là thành ba nha. Giờ còn thứ hai, cái thứ hai đó là rất khô khan, không phải lạnh lùng thì không hẳn là lạnh lùng nhưng mà không có mềm yếu. Anh chỉ có mềm tin mỏng, là chứ không mềm yếu đúng không? Dạ, anh chỉ có tin là 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung, nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn, nhưng mà tối thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Nghĩa là cảm nhận à, nhận trong cái tờ. Có một lần lúc mà quen nhau, em phát hiện ra đó là ngày 8 tháng 3 có tặng cho em một cái lãng bông rất là bự. Em đang học trong trường á thì có shipper giao tới, nhắn em ra lấy luôn. Nhưng mà về em điều tra em nói, ủa sao đồng nghiệp của ảnh cũng cúng bó một bó bông như thế. Thì ra em mới biết là do công ty tặng nhiều xong rồi đem tặng lại vợ, tặng gái. Dành còn dư một cái tặng cho em đã tốn tiền dễ mua. Dễ sợ chưa? Quá dữ. Không, cũng một trong đôi chuyện em. Chứ nhiều khi cái bó bông nó đẹp quá. Mà tự nhiên mình đúng không? Tự nhiên cái mình đem mình đi ra, mình bỏ cái đó để mình ra chợ mình mua một cái mới. Cái đó nó gọi là sáo rỗng. Cho nên là mình nhưng vấn đề là tấm lòng. Từng trong cái bông đó là gửi gắm cái tâm hồn của mình. Trước câu chuyện đó thì em có nói với anh em không có thích bông, cho nên anh không có bỏ tiền mua bông. Thay vào đó là anh để hết tiền một năm tặng mấy cái lặt vặt, dẫn em đi du lịch, trả hết tất cả mọi chi phí. Thì anh chỉ hành động thôi, ít khi nào nói lắm. Rồi thôi, cũng phải ước ác, tương lai là phải ước ác chút xíu. Rồi ví dụ ăn uống sao nè? À còn ăn uống thì một ngày phải đúng ba món, canh có, rau có, rau luộc, rau xào và món mặn. Thì lúc mà em ở Sài Gòn thì 7-8 giờ tối mới đi làm về, em cũng không có làm kịp nhiều cái món như vậy. Nhiều khi nghĩ trong bụng trời ăn gì mà khó khăn quá kiểu như thế, nhưng mà thật ra là bản chất cái cơ thể của anh phải ăn đồ mát. Cho nên là dần dần thì cũng phải tập quen, cố gắng dù có trễ cỡ nào cũng phải đủ như vậy. Cũng phải đủ 3 món, 3 cái loại như vậy. Mỗi 3 lần... loại rau? À, chứ không. Còn một loại rau mà 3 món được không? Dạ không, phải có rau, luộc. Phải có canh và phải có đồ mặn, phải có rau luộc, rau xào rồi đó. Thì đó, mới nói là một loại rau mà 3 món được không? Thì hay là phải 3 loại rau? 3 loại không rau. Có ngán nha. Ăn lúc nào một loại rau này chị nói em nghe là rau muống xào tỏi. Cái rau muống đó em luộc. Em luộc mà em bỏ miếng cà chua vô trong cái nồi đó các thứ là được món canh rau muống nữa đó. Là canh đó, là canh luộc rồi đó. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng xà lách nữa em. Thì hiện đại hơn ăn xà lách trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Dạ đúng rồi. Tới nỗi mà đi ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi
đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc luộc cho rau. Còn nếu là có, có bữa nào mà không có rau thì ổng sao? Dạ có thì phải vô quán ăn phải hỏi người ta nay chị có bán rau không, có thì mới vô ăn, không có thì không ăn. Có nghĩa là bữa ăn phải phụ thuộc là rau đó. Không có rau đó, ăn không được, đúng chưa? Rồi dạ. Cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng không, cũng được được á. Đến nỗi xấu ừ, không đến nỗi đó. Ừ là sao đào sao đơn đâu. Bây giờ ngược lại coi nè, giờ ngược lại coi nè, cổ nè sao nè. Thực sự thì may mắn là trong quá trình yêu nhau cãi nhau nhiều quá rồi, và mình hai đứa nhận ra là cãi nhau toàn những thứ lặt vặt thôi, khác quan điểm, khác định hướng, khác lối sống. Cho nên khi mà kết hôn á thì thật sự là bọn em kết hôn có 2 năm, nhưng mà trong liên tục 6 tháng vừa qua á, bọn em chưa hề cãi nhau bất cứ điều gì. Và em có điểm mà em nghĩ là điểm yếu của em luôn, chứ không phải, nghĩa là em rất là thẳng thắn trong tất cả mối quan hệ xã hội, em thẳng quá, em nhận ra như vậy. Nghĩa là đối tác, nhân viên, khách hàng, em chỉ chọn lựa những người nào em chơi thôi, những người nào khác em không chơi. Và đôi khi em lại về em cứ nói vợ theo tính chất là ông chủ, nhân viên á, mà mình điều tiết không kịp thì có những giai đoạn là Nhi rất khó chịu với em đó. Anh đừng có nói chuyện với em kiểu đó. Thì em mới nhận ra là tại sao vợ mình phải dùng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ hơn xíu. Rồi bây giờ tóm gọn lại đi, là tật xấu của cô ấy là cái gì? Tật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Tại vì hiện nay em luôn cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Những cái gì mà Nhi không hài lòng với em á thì em luôn nói với Nhi là em nói ra cho anh biết để anh sửa. Chứ Nhi em đừng có giấu những cái đó. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bạn hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như này lạc em đề. Em lạc đề rồi, em lạc đề rồi. Em lạc đề lâu lắm, xa lắm. Bây giờ là lạc đề mình phải mà vô. Lạc trôi luôn. Ừ đó, lạc trôi đó. Bây giờ cái tật xấu, cần em kể xấu cô ấy. Thật sự đối với em, vợ em chỉ là đôi khi khác quan điểm thôi. Khác quan điểm cụ thể. Khác quan điểm nghĩa là em không thích, thật sự em không thích xe hơi, em không thích đồ. Nhưng vợ em là anh ơi mình mua này được không, mua nào được không. Em nói cái này em quyết định đi. Tại vì thật sự cái quỹ thời gian của em nó có giới hạn. Chỉ vì bây giờ đối với em là Nhi chỉ cần ở nhà chăm con, lo lắng gia đình, và em mong muốn á là chỉ cần vợ em sau này sinh đứa thứ hai xong với bé 3-4 tuổi á thì em rất cố gắng là vợ em được quay trở lại công việc rồi để vợ em phát triển sự nghiệp. Còn 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗi nào của vợ em hết, tại vì cô rất tóm gọn lại là bây không giờ có lỗi, không có tật xấu đúng không? Hay là con không? Này, đó, cái này cô chị Vân nói đúng. Rồi sao chị hay quá vậy? Có nghĩa là đối với em á là 9 tháng nay em, tại vì có con là cái điều tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ sao có la con không? Thì bạn này bạn thích la con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói của em. Bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ. Sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Nó sẽ có chịu ngủ đi. Mà có hét không? Có hét không? Con muốn gì con nói cho mẹ biết. Mà nói vậy không phải la. Nói như vậy là có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ. Em có nạt là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Bé ngủ không? Em nói em 12 giờ sáng nó không ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng. Rồi lúc đó em cáu với em luôn. Bây giờ em có chăm nó được không? Em không chăm được, anh đưa xuống cho bà ngoại chăm. Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Bạn này cũng mệt, em cũng mệt, mà vì cảm xúc thôi. Cuối cùng cả ba cùng mệt. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ, anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường em ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác, anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Tại bạn này la ngủ luôn. Mẹ nó ngủ luôn. Rồi em cũng ngủ ngon luôn. Không em ngủ luôn. Em ngủ ba cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ bà có cái la con thôi. Thật dạ. Ra bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ. Nó không hay bây giờ khuya bà mệt nữa. Đúng không? Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Dạ. Tại vì biết sao không? Lấy chồng á là tức là yêu là từ lúc nhỏ. 19 tuổi. Chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ, là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Dạ. Rồi sau đó là phải có bầu sanh con mà con lại gặp những cái bệnh mà bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á, đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua, Nhi phải tự điều chỉnh điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ á là nãy giờ là em tâm sự là chị hiểu được là em sẽ phải làm như thế nào để mà em điều tiết được cái quỹ thời gian của em cho vợ và cho công việc rồi. Cho nên rằng á là chị chỉ mong là về phía Nhi á, thêm một đứa nữa, thêm một đứa nữa là Nhi phải bắt đầu, Nhi phải tự kiểm thị từ bây giờ là mình sẽ phải gặp rất 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 nhiều những cái mà mình phải vượt qua, rồi mình phải điều tiết nữa. Cho nên thôi thì á, mình khổ trước sướng sau. Tại vì cái hạnh phúc á hoặc là cái phước nó đến với mình ở lứa tuổi nào cũng là phước và cũng là một cái hạnh phúc mà không thua gì lúc trẻ hay lúc già. Đúng thành ra là bây giờ á, mình có 2 đứa vốn liếng mình đầy đủ, đúng không? Mình còn sức
nó còn sắc để mà mình chăm con. Đến khi con nó được 2-3 tuổi rồi bắt đầu mình renew lại bản thân, mình renew lại sự nghiệp các thứ này cái nọ, cứ nhìn mọi thứ nó tích cực đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Đó thì cái đó là cái chia sẻ rất là thật lòng. Thì thực em là em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõm ghém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Mà em cảm nhận là từ lúc bé Yên sinh ra đến thời điểm này 11 tháng là khi em với Nhi bước vào phòng cùng bé Yên á là bọn em luôn có tiếng cười. Dẫn đến bây giờ mọi người, nếu mọi người theo dõi Facebook của em á, là bé Yên nó có một đặc điểm là nó rất tươi. Nó cứ gặp ba mẹ là nó cười và nó rất sáng luôn. Thì em mới thấy là công nhận cái việc mình điều chỉnh bản thân mình mang tiếng cười trong gia đình á, thì cái thành quả là đứa con của mình nó sẽ có một cái phản ứng rất tích cực. Đúng rồi. Và nó hình thành tính cách của trẻ luôn. Cho nên em mới nói với Nhi là đã cãi nhau hay là gì đó vui lòng qua bàn phát và phải xác định là mình cãi nhau vì cái gì. Đúng. Nếu mà anh sai thì thôi em nhỏ tiếng với anh xíu. Còn nếu anh đôi khi anh lấy cái quyền làm chủ anh nói em nó nặng thế quá, em cũng bỏ qua cho anh. Thì bọn em được cái là bọn em trao đổi liên tục. Bọn em cập nhật liên tục và bọn em luôn nghĩ về cái tương lai dành cho gia đình. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới 10 năm nữa đâu ha. Là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó, không có thua gì em đâu. Trời ơi, hơn thua rất nhiều. Em tưởng tượng đi, Yên mà nó lên tới lớp 12 đó là em bằng tuổi anh. Trong khi anh ở độ tuổi này con anh nó mới lớp 2 à. Đó, thành ra lúc đó nó sẽ tuyệt vời. Em sẽ dành được rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch nè, cho sự nghiệp chứ, cho sự nghiệp nè, chắc chắn mà con của mình nó là đang ở độ tuổi coi như trưởng thành. Cảm ơn hai đứa rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son.